Nhiều khi anh em mà chạy xe ấy, thì có những lúc anh em sẽ gặp trường hợp xe của anh em nó bị hết điện bình ắc quy, anh em đề máy nó không lên. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà anh em khởi động xe khi mà bình ắc quy bị hết anh em nhé. Thì khi bình ắc quy mà bị hết thì anh em có hai cách để sử dụng đối với xe số sàn, còn xe số tự động thì chỉ có một cách thôi. Xe số tự động thì chỉ có một cách là anh em phải có một cái xe khác đến rồi anh em câu bình, anh em dùng sợi dây anh em câu từ cái bình xe khác sang xe của mình rồi mình đề nổ thôi. Sẽ không, xe số tự động thì sẽ không sử dụng được cách thứ hai này. Cách thứ hai của anh em đấy là đối với xe số sàn thì anh em thì đẩy, anh em sẽ nhờ một người hoặc là hai người đẩy rồi một người ở phía trong anh em sẽ thao tác và xe nó sẽ nổ máy. Thì thao tác như thế nào thì đây tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em nhé. Còn cái câu bình thì anh em dùng dây điện, anh em cực dương thì nối cực dương, cực âm nối cực dương, cực âm. Rồi cái xe mà giúp anh em câu bình ấy, thì phải nổ máy lên anh em nhé. Còn đối với trường hợp đẩy xe thì làm như thế nào để cái xe của mình nó nổ được? Thì đây anh em. Thì khi mà nổ xe thì khi mà có người đẩy thì anh em vặn chìa khóa điện lên này. Chìa khóa điện đang ở vị trí này nhé, anh em vặn lên này. Vặn vị trí on này lên này. Đây anh em có thể thấy đồng hồ tắp lô đã sáng rồi. Như thế này là được rồi anh em nhé. Thì anh em này, anh em giẫm chân côn cho tôi. Giẫm chân côn. Rồi, giẫm chân côn này. Vào số. Khi làm xe đủ nhanh thì anh em nhả côn ra. Nhả côn có thể nhả nhanh cũng được, từ từ cũng được. Và cái quan trọng nhất là anh em số thì anh em vào số 5 cho tôi anh em nhé. Vào cái số nào mà đi nhanh nhất ấy. Có những xe có 4 số thì vào số 4, cái xe nào có 6 số thì vào số 6 cho tôi. Tại sao lại như phải vào số 6 hay là vào cái số nhanh nhất? Tại vì mà khi anh em vào số 1, số 2 là những cái số có tỷ số số chuyển rất là lớn. Khi mà anh em đẩy mà cái lực nó không tốt thì nó sẽ không nổ được máy đâu. Còn cái số cao này á thì anh em sẽ dễ nổ máy hơn. Và khi mà đã nổ máy rồi thì anh em phải giẫm lại chân côn anh em nhé. Đã nổ máy rồi là phải giẫm lại chân côn luôn, nếu không mà tại vì cái số cao mà anh em tưởng tượng đi tốc độ thấp nó sẽ bị chết máy. Đây bây giờ tôi sẽ vào thực tế cho anh em. Xe tôi nó vẫn đang nổ nhưng mà đây nhé, tôi sẽ đang đi một đoạn rồi tôi sẽ tắt máy nhé anh em nhé. Thì tôi sẽ tưởng tượng là có một cái xe, có một số anh em đang đẩy tôi. Tôi sẽ đi lên tốc độ khoảng 15 cây một giờ. Đấy nha. Anh em nhìn này, anh em nhìn cái đồng hồ của tôi này, nó vẫn đang ở một nhé, tôi tắt máy đi này. Đấy, tắt máy bật chìa khóa lên nhá thì cái tốc độ nó sẽ vẫn giữ có. Nhưng mà cái đồng hồ vòng tua sẽ là không. Bây giờ anh em vào số này. Nhả chân côn này. Đấy, xong rồi giẫm chân côn lại. Anh em thấy cái đồng hồ vòng tua lên chưa? Đồng hồ vòng tua lên thì là máy đã khởi động rồi. Thì cái số nó đang là tôi đang đặt ở số 5. Cái cần số của tôi nó bị ngược anh em ạ. Đây. Đấy. Còn vào số 1 thì nó sẽ khó nổ hơn anh em ạ. Đây tôi sẽ vào số 1 cho anh em xem nhé. Vào số 1 thì nó sẽ khó nổ hơn anh em ơi. Tại vì số 1 cái tỷ số truyền giữa hộp số với cả cái máy nó rất là lớn. Đây nhá, anh em tôi sẽ đi tốc độ khoảng 15 cây một giờ. Đây nhá, tôi đi tốc độ 15 cây một giờ rồi tôi tắt máy đi này. Tắt máy này. Rồi bật chìa khóa lên này. Anh em nhìn cái đồng hồ vòng tua không không có gì anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ vào số 1 cho anh em xem là nó khác biệt ở điểm nào nhá. Đấy về cỡ khoảng 15 cây một giờ. Nhả côn. Đấy. Anh em thấy nó cực phát không? Nó giật rất là mạnh. Nó giật rất là mạnh tại vì cái tỷ số truyền nó rất là lớn nên cái xe của anh em giật sẽ rất là mạnh. Và nó sẽ hại hộp số nữa anh em ạ. Đấy là cái lý do tại sao mà anh em nên vào cái số số cao anh em ạ. Vào số cao rồi anh em giẫm chân côn thì cái xe của mình nó sẽ êm ái hơn, khởi động nó sẽ êm ái hơn. Ok, thì bây giờ tôi cũng vừa hướng dẫn anh em cái cách mà khởi động xe khi mà bình ắc quy hết điện đối với xe số sàn và xe số tự động anh em nhé. Còn câu xe câu bình điện thì nó khá là dễ, mình chỉ cần dùng một cái dây dài đủ dài nối điện từ bình ắc quy của cái xe câu với cái xe mình là xong thôi.